Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì hôm nay là ngày cuối cùng bên em gửi hàng đi tỉnh thì trước Tết anh em nhé. Thế này em sẽ có một ít cái mã máy mài, em dọn kho, dọn nhà, em sẽ lên thanh lý hết cho tất cả các bác mình luôn này. Con này em sót đúng một thùng này. Rồi thì em lên thanh lý hết này, với cả một vài mã mà em còn số lượng ít ấy, thì em sẽ thanh lý giá rẻ cho anh em luôn. Còn máy mài hàng nội địa Trung Quốc, còn SSH này. Đấy, còn SSH anh em nhé. Em sẽ dở sản phẩm này ra này. Cái này em cũng đã làm video cho anh em xem thử rồi, cho bác xem vô rồi. Vỏ con này nó sẽ hơi bị dì phát này. Đây, đồ con này này. Con này có cái dụng cụ chắn lưỡi này, và một tay mở lưỡi cho anh em này. Đây, máy đây bác nhé, cầm cực kỳ là chắc tay luôn. Máy mài nội địa Trung Quốc mã SSH này. Chỗ để than anh em nhé. Công tắc là công tắc đuôi chuột này. Thì công suất thực tế nhé, 720W này. Vòng tu là 13.800 vòng 1 phút và cắm điện lưới 220 lưỡi một tấc anh em nhé. Hàng nội địa Trung Quốc nhé, motor đồng 100% cho em. Thì con này em còn khoảng chục con, sẽ lên thanh lý nốt cho các bác với giá là 350.000. Và bên em miễn phí ship này. Thì em sẽ bật thử cho anh em xem luôn nhé. Đây, ok này, cầm cực kỳ chắc tay con này luôn. Rất là khỏe và rất là ngon luôn. Con cả khoảng chục con này thanh lý hết cho bác là 350 này, miễn phí ship này. Đây, con này còn khoảng chục con này. Thì hiện tại em sẽ còn mỗi mã, em sẽ còn một ít nữa này. Mã Gel X này. Con Gel X cũng vậy này. Alo, con này là con à, con Pigeon anh em nhé. Pigeon này, con này trước em cũng bán nhiều này. Lần này cũng còn sót 1-2 con này. Pigeon bấm trước đây. Con Pigeon này còn khoác số khoảng 1 con thôi. Cũng thanh lý hết cho các bác là 350.000. Thì con này công suất của nó là 800W này, vòng tu là 11.000 vòng 1 phút. Hàng toàn bộ đều là hàng nội địa Trung Quốc nhá, motor đồng 100% luôn cho em. Có dụng cụ chắn lưỡi và tay mở lưỡi nhá. Dụng cụ chắn và tay mở con nào cũng có luôn. Giá 350 này, em miễn phí ship còn một con thôi. Tiếp này, lên cho em cái con mài Seikyo này. Mài Seikyo cho em. Con này thì vỏ nó hơi bị chảy xước một chút xíu này. Vỏ nó hơi bị chảy xước bởi vì là em để em trưng ấy, nên hay hơi bị chảy xước này. Thì thanh lý hết cho các bác giá 330, miễn ship nhé, có đúng một con này thôi. Con này còn than trong. 330 miễn ship nhé, công tắc đuôi chuột này. Con này công suất của nó là 950W, vòng tu là 11.000 vòng 1 phút và em sẽ thử cắm điện cho anh em xem luôn nhé. Con này chảy xước với cả cái vỏ hộp của nó, thực sự là các bọn trẻ con nhà em chơi nó vứt đi rồi. Đấy, nên là đâm ra là em sẽ thanh lý hết cho anh em là 330 và miễn phí ship này. Nhưng mà vẫn sẽ có đầy đủ cho anh em là cái dụng cụ chắn và tay mở của anh em nhé. À, con này vẫn là em sẽ đóng hộp giấy bình thường này gửi đi thôi. Còn cái hộp nguyên bản của nó thì nói chung là em làm mất rồi. Nên là bán 330 cho các bác luôn. Nó hơi bị chảy xước một chút nên chứ nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của máy anh em nhá. Rất là ngon, con này cũng còn đúng có một con thôi. Tiếp này, nốt này. Em còn nốt một mã mài nữa. Một mã mài nói chung là tất cả đều là hàng còn số lượng ít nên là em sẽ thanh lý hết cho các bác và gọi là nhằm tri ân anh em trong chương trình dịp cuối năm thôi. Đây có mấy mài xít hoặc gọi là mài màu đỏ này. Em thì em hay quen trêu nhau gọi là mài slip này. Rồi. Con này thì công suất thực tế của nó là 680W này. Vòng tu là 11.000 vòng 1 phút và lưỡi một tấc cho em. Model là 9918. Con này là con máy mài công tắc cò bóp anh em nhé. Tay dài hoặc công tắc cò bóp này. Rồi, con này thì em còn
còn khoảng là 3 hay 4 con gì đó anh em nhá. Vỏ hộp con này nó cũng rất bị bể vỏ hộp rồi. Vỏ hộp của nó thì gọi là để cứ gọi là cứ để chỗ này xong rồi mang đi chỗ kia ấy, đâm ra là nó sẽ bị rách cái vỏ hộp thôi. Còn bên em vẫn có cái vỏ giấy bình thường. Nên là em sẽ thanh lý hết cho các bác giá là 350 nhá, và miễn phí ship này. Mài ship này. Đấy, 350 nhá. Thì anh em nào có nhu cầu với con máy nào thì để lại cho em số điện thoại ngay tại video, hoặc liên hệ trực tiếp qua anh em qua các đầu số đó là 0982 826 628 hoặc là 0929 826 628 anh em nhé. Vì cái mã này là cái mã hàng thanh lý thôi. Vì em còn em sẽ dọn kho, mà hôm nay em tổng xả gọi là tổng dọn kho để nghỉ Tết thôi. Nên là còn ít, nên là bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ qua bên em nhé. Vâng, em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả các bác. Cảm ơn các bác, các quý vị, anh chị, em đã luôn quan tâm, ủng hộ cái kênh YouTube Cu Bầm TV nhà em trong suốt thời gian vừa qua các bác nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.